Em bị lỡ rồi bác ơi, qua đây xem em nè. Tập ra bao luôn. Ủa, sao sao bị lỗi à? Game lỗi à? Bị lỗi má, game lỗi lâu rồi má. À, bác ơi, kêu theo một của em rồi bác. Ủa là sao? Ai lá xa vào Ủa lo là cái gì? Là tại tại sao vậy? Tại sao vậy? lòng ta Sao gì bị ngầu gì sông vậy? sông 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 Bây sông giờ được không? sông sông Ồ. sông sông Hai tỷ sông 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 giờ nè mo tạch cho mình đây robot hai tỷ mắng em cái gì mà chứ đã không trình không đi sông đá chim rồi nè, còn đen nữa. không trình đi đá chim Lần đầu tiên tôi được cảm giác là do mod đã qua Pepsi ơi. Gì ở vậy kẻ má? không cắn kìa. Ủa thằng này nó trâu. Thôi mắt qua cho anh em coi đây mắt em biết kết cục em mà mắt. Ủa sao mấy mọi Mùa lá xa vào đôi mắt em. chán thì chơi Lòng chỗ đến đi sẽ không chết kìa. màu xem. Xem thấy không, nói nào nó không top một đó mắt ơi, em bây giờ em vô là em top một rồi đó. Sao vô bo? Em vô bo được em là thắng luôn á. Không vô Cậu cứu đây, cậu cứu đây. Cứu cái gì mà cứu giờ. Giờ tao là một, cứu đây, để tao một. Giờ cứu được, giờ cứu được. Ừ. Cứu đi, mày đã cứu thì giúp cho lấy tấm hồn được. Quá là xa đấy, cứu đi, cứu đi. Lại Cứu xa đi. vào Rất là xa luôn. đôi mắt Cứu đi, em cứu được cái là ngon cơm. mì Không tôm cần. chỉ biết ngào quăng màu quăng 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 màu quăng quăng màu quăng màu 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 Buồn thì chơi, trời buồn ơi, chơi em đó không chơi ta nghèo rồi mà còn đen nữa thiệt luôn á, ta không như vậy đâu. Không sao không sao, áo game rồi mày, áo game đừng đỡ nhầm, Bữa mình có bữa kỹ nào năng không thì chết đừng nhầm bơ. đó 500 xu nữa kìa anh em, lửa chạy thôi anh em, giờ mình dẫn phút giây cuối cùng Mình có kỹ năng là mình không bao giờ chết bơ, đông mình phải out game. đẳng cấp Không kỹ năng, có kỹ năng mình người chết bơ. Ý, lửa chạy mùa lá xa vào đôi mắt em. Ao ao đi, đừng để chơi bơ nhục lắm đâu mày, mình có kỹ năng mà. Hay. Sao hôm nay Ê. Sao hôm nay nó hơi kỳ kỳ anh em. Hơi hôm nay sao báo thù nhiều vậy trời? Em báo thù hơi nhiều ấy. Nợ Khang còn đó không? 1 canh 2 không? Mấy giờ rồi? 1 tiếng 15 phút rồi. 1 tiếng 15 mà làm chành nữa rồi map nhỏ. Việc nè. Việc online nè. Phải việc không? Thôi, làm chành nữa map nhỏ. Nợ Khang đâu không bắn à? Vô đây chi vậy? Báo vô đây chi đây? Tắt tiếng lại, tắt tiếng, tắt tiếng, tắt tiếng, tắt tiếng. Tắt tắt tiếng các bạn. Rồi, ta tới. Rồi, làm gì đây? Chuyện xua đuổi đó, cái đó là chuyện xua đuổi thiệt á mắt. Rồi, gì có bánh không? Phải biết không? Có anh mắc ơi. Sao đi học rồi mà, nghe nói đi ấy rồi mà. Đi làm rồi mà. Mới về anh mắc. Bây giờ đi làm vui không? Đi làm gì đấy? Dạ, 2 cà phê. Hai cà phê, à đá Ê, gì ta? em cho vô lỗ anh mắc ơi. Em bấm lộn vô rồi. Cho gì lỗ. Đây Hưng ơi. Ok, Rồi, cô em phải. cảm ơn Hưng nha. Bye Hưng. Dạ, bye bye anh nha. bye. Em vẫn sẵn sàng cái ấn độ luôn. Dễ thương, quá là dễ thương. Bây giờ bánh mắt nhỏ hả? Dạ. Ờ.
Team ấy, team code này các bạn. Team Thành Đồng cho sao bắn mắt nhỏ full 4 thằng đi. Tí nữa anh dùng nick khác, team Thành Đồng vô 3 thằng nha. Tí dùng nick khác. Còn bây giờ team code vô. Tí nữa kìa, tí dùng anh dùng mặt kia. Tí dùng mặt kia. 6469269 vô anh em. Búng này búng cái gì vậy? Búng cái gì vậy? Búng gì nghe hấp dẫn vậy? Quay trở lại rồi. Ai vậy? À, anh Tuấn à? À, Pichiling à, Pichiling. Này, Bill, này có chuyện Bill anh Hải à? Đúng rồi, nó hơn. Bill này bán chắc em chết độc. Úi giời. Quay 9 long. Thế rồi, quay 3 màu. Quay thần nộ. Quay nhông thần. Rồi, vô. Sàng. Sàng đi, sẵn sàng. Ê, Hòa nữa à? Này Hòa dạ này. Vâng. À, Hòa là không phải tới. Nhầm. Từ tới nữa chứ. Rồi. Chuyện chui rồi. Thế rồi anh mắc nghèo khổ. Được cái like nói chuyện chứ bánh gà vậy bác. Like này vui mà, đâu có bánh đâu. Like này không cần top 1. Like này, này chỉ cần vui thôi. Chán quá. Lại gái. Like này chán lắm. Like này chả có được cái top 1 nào. Like này bánh gà lắm. Các bạn đứng xem. Đứng xem nha. Đứng xem. Các bạn xem nữa tôi bán đấy. Tôi đâu cần các bạn nào xem ý kiến thì tôi ban đấy. Tôi đã bảo là like tôi gà nhất rồi. Ok. Còn nói nữa. Rồi Diệt. Đâu Diệt ơi là Diệt. Diệt bắn, Việt bắn và tới anh Tuấn sắp tới Hòa cuối. Trời ơi cái team này bắn cái gì? Cái team này bắn cái gì? Cái này em mấy bạn này đút kem vô mồm mấy bạn anh mắc cho mấy bạn kem. Kem vô mồm là sao? Nghe ghê vậy? Cho là lấy cái kem. Thì bây giờ em nói là tặng cho các bạn cái kem đi. Em nói cái gì quất kem vô mồm nghe ghê vậy? Tặng cho mấy bạn cái kem cà rem. Siêu to khổng lồ. Cho Thu Diễm đi hái cà phê với Quốc Việt đi. Vô anh em, 1-3. Vô. Đủ gì ơi, mai bay ạc gì ơi. Đủ. Lại đọc đó nữa. Cuối cài. Đủ. Đủ. Ôi ơi, đẳng cấp luôn. Vì bắn tiếp xong tới anh Tuấn nha. Tới Hòa. Wow. Wow. Vinh Chu Linh. Ừ, hôm nay Diệt ghê, hôm nay Diệt sẽ giải tỏa cơn khát cháy là các bạn. Máu này Việt ơi. Các bạn hai bắn xong tới 1 tới 4 nhá. Cố lên nào, cố lên nào. Ngồi ở nhà không biết trên mắt. Bây giờ các bạn sẽ xem TV đấy. Trận này coi chừng xem TV ấy, xem Việt bắn rồi. Khả năng cao, cực kỳ cao là xem Việt bắn. Hay à? Hay gì? Like có gì đâu hay, có gì đâu xem. Xàm, like xàm lắm. Rồi số 2 Việt Quốc. Đẳng cấp luôn. Đây còn 3. Hay còn 2.
múa múa múa. Anh Mắc ơi, anh Mắc ơi, nhìn em nè anh Mắc. Anh Mắc ơi, anh Mắc nhìn em nè. Múa cuối. Đêu. Rồi, ngồi xem TV luôn nha. Ngồi xem TV luôn. Việt tạch rồi Mắc. Việt tao tạch thì hạc. Nãy giờ mới thấy độ cháy của like của Mắc các bạn ơi. Bây giờ mới cháy, bây giờ mới cháy xíu rồi. Anh em ra bo nha, các bạn bỏ máu đi. Việt hốp nào Việt ơi. Việt sao tạch được. Map nhỏ bắn cháy quá anh Mắc. Cháy gì, đi đâu xem mà cháy. Like thì có cái gì đâu mà cháy. Thì quá bình thường, quá bình thường. Xem vậy thôi chứ không có gì đó. Ta tới Việt cho lần thứ Việt win now này 4 nho 25 cành nha anh em. 25 cành. Rồi chúng ta tới Việt. Chim AC80, chim bói cá và M500. Các bạn nào muốn đi hái cà phê với Việt không? Nghe là thấy tình cảm rồi, nghe là thấy mộng mơ dễ thương. Anh ơi, trái này chín rồi nè, anh hái đi nè. Kìa bạn Mi Gucci bảo Việt được 2 trọng rồi kìa anh Mắc. Một, hai, ơi, hai thằng coi, hai thằng coi. Ui. Căng vậy. Triple kill. Trời ơi. Trời ơi, nghe cảm xúc đi hái cà phê, nghe cảm xúc ơi. Tao hết xem TV rồi. Còn chân nữa, còn một round nữa. Xem TV các bạn ơi, đưa máu ra cho Việt chúng ta xem TV tiếp. Xem TV. Need equipment. Em về cô tia. Tặng cho bạn Migo thì kem Binchilin hay kem cà kem siêu to. Việt bắn ô không? Các bạn nào muốn đi hái cà phê tay trong tay chúng ta cùng hái hái miếng cà phê pha xong rồi tê. Hai miếng cà phê, anh hai em mê. Đẳng sơ cấp, đẳng cấp, ba thằng nữa. Đúng hai trận. Người ta gọi là hai round. Rào, rồi bây giờ Việt bắn tiếp, Việt tạch một cái thì tới Piu Chi Linh anh Tuấn. Dạ, xong rồi tới Hòa nha. Rồi, vô. Tiếp. Chắc Việt hái cà phê hôm nay hơi tê, thế nên bắn chưa thấy mê. Việt ơi, tỉnh cà phê cho em ơi. Đã quá. Toàn hơi hơi. Anh hơi mê cà phê đó, ngày nào anh cũng uống đấy các bạn. Cà phê tốt mà. Hai bán thật nè, nãy giờ bán nhẹ đây. Ừ. Nãy giờ đang tìm người yêu đi hát cà phê chung nên hơi run. Chắc vậy em ơi. Chắc vậy, à chắc vậy nữa. Cà phê chung với Việt nè. Kìa có thằng anh Tuấn kìa, nó thích kem đúng kìa. Cho nó mang kem đi hát cà phê bao đẳng cấp luôn. Một. Hai, hai. Trời ơi, tách ngắm tàn đầu không rồi. Hay. Anh chỉ cầm rùa da gớm quá anh em à. Anh Mắc để xem em quanh shop khẩu này nè, khẩu mới nè. Đù. Rồi em quấn thằng rồi đó. Chơi vì đó còn thằng bên này. Triple kill. Ok. Nè. Đây quanh shop đó nè. Khẩu này hơi bị phẫu quanh shop luôn nha. Nó nè. Chào cậu. Nó không thấy luôn. Đâu rồi. Nó đây nè cậu. Nè, nó làm gì á, chạy đường kia qua rồi. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Ê, áo rồi.
Ừ, one shot mà nó lạ lắm em. Cũng là one shot mày thấy nó lạ lắm. Kem với cà phê hợp nhau lắm đó anh mắc. Ủa, ăn kem mà trộn vô cà phê ngon lắm à. Rồi, cuối lượt. Anh em lại đá bo nữa rồi. Ừ, ra sao anh em ở lại. Xin chào các bạn. Anh em, mình mấy cái chip bên em. Mẹ chưa gọi mẹ. Chị Quỳnh với chị Thu Diễm kìa, cho đi hái cà phê chung với Diệt đi. Ồ, oh, I do. Ôi dồi, đứa thì hai bạn không hợp nào. Trời ơi, nói ra đàng hoàng nó cô đơn sao? Nè, thính rơi nè, ngáo. Thính rơi nè, quốc lô đẹp, quyên luôn đây. Quyên luôn cho trận đấu cháy. Bây giờ mới cảm giác Booyah. Yo, win. Chào bé Kim Oanh, dễ thương. Hai thằng cuối one shot mình mới rồi. Ừ, hai thằng cuối one shot đây. Trời ơi. Ôi hai. Tuy dạo này Việt không chơi game nhưng mà Việt vẫn còn chỉnh. Bây giờ mất chỉnh luôn, vẫn còn nội. Không lẽ giờ đáp quả địch hai thằng, trời. Đáp luôn. Là vậy kỳ lắm. Đùng. Ê, vậy. Đại luôn. Quá gắt đến từ vị trí của Quốc Diệt. Quá gắt. Ui. Đáng cấp. Một màn mở bát khá là chay. Tới tìm hành động đúng không? Top 3 vui da. Úi dồi ôi, xem TG. Úi dồi ôi. Good. The Yagami's name will live on. Có là một chấm là một hòm một chấm là kỹ năng kìa mắt. Siêu chay mà tôi đã. Rồi bye bye anh em nhá. Chúng ta tới tìm thần đồng rồi. Tí quay lại sau nha. Tí anh tới tìm thần đồng đã. Đâu rồi. Ơi, đồ ạc đó. Đâu? Montom in group nè. Rồi đó, gặp thách đấu đó. Có trình không là bắn thách đấu. Có trình không là bắn thách đấu. Việt 910, Việt 935. Ê, bắn, la cái moi. Mà bọn mày vô rồi. Rồi, trời thương moi vậy. Rồi vô đi. Cho đi bạn moi nha. 307 có trình không? 307 ơi. Đi đưa anh luôn. 307 múa keo đã chưa? Giờ còn múa không? Thôi bị gì vậy 307? Nè với múa keo dữ quá mà nổi thân như vậy. Alo hết đèn chứ mày. Rồi hết rồi. Rồi vô đi má. Anh nghi 3107 làm gì có trình mà vô. Trình không? Có nha. Thượng thừa luôn. Thượng thừa luôn hả? Trình báo đúng không? Trình báo thượng thừa hay trình gì thượng thừa? Kỹ năng chứ không phải là báo mà. Nghe chưa mắt? Nghe chưa? Kỹ năng. Nghe chưa? Càng nghe mắt lại không? Nghe chưa? 3107 kỹ năng phi vai. Tôi là 3107, tôi có kỹ năng báo nhất phi vai. Ok vậy. Dạ, ra đạn vào đầu cũng chán. Need equipment. Rồi, tìm gì đây? Ôi giời ơi, tao tự. Ôi gà sinh tồn à. Cho anh vàng.
cho anh mắt thấy cái bộ cái trận mobile em đó kìa. À, tường gặp thách đấu gì với gặp này bánh vậy. Có PC đó má. Anh mắt có PC không? À, nó có PC nè, anh là PC nè. Ủa, anh mắt còn kia mà. Còn game mobile nữa. Ờ, anh PC mà, anh dùng mặt khác mà. First blood. Rồi chúng ta tới mì tôm một cân bốt. Mì tôm có trình không? Mì tôm có trình không mà đòi cân bốt? Không khỏi đi em, thấy em. Hai 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 hai. Không khỏi, không khỏi. Double kill. Hai hai, đã cấp. Không khỏi, ba giây tạch. Không khỏi, ba giây tạch. Á, trình mì tôm giờ này đi đâu rồi á? Vậy em á. Máp lớn. Kỹ năng, kỹ năng. Đã chém xuống rủi. Dạ Khen ơi. Rồi hai nãy đi đâu rồi? Trình ai nãy đi đâu rồi? 3127 ơi. Lấy lợi danh dự cho em thần đồng đi 3127. Rồi mua keo. Đặt keo ra. Trời. Trời ơi đất khỉ ghê. Trời ơi bánh cái gì vậy nực quá. Bánh cái gì vậy? Đợi Khang AN94 nè. Trời ơi, tôi thấy có vẻ như các bạn đang bất ổn chứ không phải gỡ mắt. Các bạn đang làm sao ấy? Có ai thao túng tâm lý anh em hả? À? Có ai nói gì vậy? Thấy nó nhức nhức cái đầu. Hôm nay nó bị gì vậy trời? Ờ. Từ mới lại lại đầu tiên mấy con bé này nó bắn cái gì á, nó không biết là trong đầu nó cái gì á trời ơi. Dữ hả anh thiệt á. Lạ lắm, lạ lắm. Thực là khá lạ anh em, lạ lắm, tôi thấy lạ lắm. Trình đi đâu hết rồi á. Rồi, để đứng ta... chơi giờ giờ ngồi chơi lãng cấp hơn. Nờ Khang, vô. Vàng ơi. Vàng ơi, nghe vàng ơi. Vàng ơi. Rồi, sao rồi? Tâm lý rồi, tâm lý lâu rồi. Vàng ơi. Ghê dễ lầu ơi ơi. Mỗi lần con sẽ đặt tên con là kiểu màu sắc vậy cho nó dễ thương. Con gạo con nha, ví dụ con gái đặt tên là Hồng ơi, con trai đặt tên là Giang ơi hoặc là Đỏ ơi. Anh mắc kêu, anh mắc lâu mà mẹ không tự kêu đó. Double kill. Giang ơi rồi, lên. Giang ơi. Trời bên kia đã hạ luôn kìa. Vàng ơi đi rồi. Dạ đi. Vàng ơi đi rồi. Rồi chúng ta tới báo, sau đó tới mì tôm và Nờ Khang nè. Hôm tại nghe giọng của mẹ mì tôm gọi dễ thương quá, gọi dễ thương cực. Rồi chúng ta tới báo. Anh em lật kèo nhá. Báo mua báo. Mua dép với hai mấy. Rồi. Rồi, vậy, vậy, vậy. 3-1-7 của trình không? 3-1-7 mà tạc thì anh em lao lên nha. Ok các bạn. Cười, cái nào cười ấy? Về, về ơi, thấy rung rồi, về. Thôi gọi bạn mì tôm đi, gọi bạn tên kia bạn quéo đó. Về rồi, xong luôn, nãy đang nặng mụn chưa kịp tắt mít. Chưa kịp tắt mít. Mẹ hỏi là còn ăn không, mẹ không, còn ăn không, mẹ chưa nè. Anh gì đó, trời đá vậy, anh đói bụng quá vậy. Ăn bánh tráng hay mắt. Em là ăn bánh mì chấm cà ri. Ngon vậy, trời ơi, sướng vậy, vừa được chơi mà được mẹ mang đồ lên nữa, trời mấy nhỏ này nó đá vậy ta. Có là má hỏi, còn ăn không mẹ chưa. Ơi, không đa không nổi, ba đầu. Nói chừa anh gần mắt một phần nha. Em mắt luôn, lên đây đây. Một, hai. Lên thành phố Tây Ninh luôn hả? Gò Dầu đó. Ok, để lên Gò Dầu nha. Rồi ok em á. Hay hay. Ấy. Ấy. Win. Này thì kệ nó kệ mà nó kệ. Khỏe. Khỏe. Nó cắm cắm đà nè, cắm đà nè. Khỏe.
Khỉ. Trời cấm cấm giờ này thì khỉ. Khỉ ai không khỉ, khỉ đem gà mắt xin một cái tội. Xem thằng đồng vô vô kỹ năng. Đã bảo là không có thủ cầm cái kìa kìa. Ồ cầm ốp nữa kìa. Trời nợ khang cầm ốp nữa kìa. Chạy dữ, chạy dữ. Những người kìa tôi thích, rất thích. Rồi nó đông lại kìa, đậm nó. Lượm, chờ gì vậy? Được. Dạ ai bán hay là lạch? Chèn ôm, kia có chèn ôm. Dạ ai bán hay lạch hay mì tôm bán hả? Dạ bán hai đều đây, giờ mình bán hai đều, hai đều cân bốn. Dạ bán hai đều xong cân bốn hả? Đâu, đẳng cấp. Tinh hết. Thanks. Rồi đàng hoàng đi em, đừng giỡn nữa không? Nãy giờ bắn tập trung là thấy không, cay hạt liền, bắn kỹ năng liền, thấy không? Không có đã nói nào, trời tôi càng ngày càng đi lên á, mà lên rồi tới chứ chết hả? Cút đi, à, trà này nghi có mùi lắm, trà này mùi, trà này mùi nặng anh em. Mùi khe. Team này dạo này nó sao rồi, nờ khang không thể chai hạt được. Mì tớ. Bạn ơi cứu tôi. Yêu mà chắc không đẩy nha. Dạ cứu tôi. Máu kìa. Xin một cái tôi. Bạn thầy bay cho mình đó. Trời ghê ông nội. Đúng là ông thần báo. Một máu luôn á, kèo mình trái, mình trái. Xong múa kèo đi. Từ. Xin em đừng qua cầu xóa pha. Cái này. Lên kìa. Tự. Có đâu? Ở dưới nhà khen. Sao không? Bắn ra đạn là đầu phun đỏ liền. Cảm sao? Thò con căn bốn thể hiện cho anh em xem. Kỹ năng của tôi là ra để mà vào đầu. Đầu thì cũng có, đầu thì cũng có. Quẩy là bắn. Dữ vậy sao mì tôm. Rồi, giờ tao em cân bốn. Kỹ năng mì tôm về rồi. Chưa, nó bay đâu. Này nó bay hết rồi, này phải luyện lại thôi. Kỹ năng đi đâu hết rồi, mấy thằng bé này nó kỹ năng, nó giờ nó kỹ năng nó Giang ơi. Tôi hợp lý rồi. 3107 hết báo rồi chú. 3107 nó bắn muốn keo này, báo nó vẫn báo à. Thì báo trong nó lâu rồi. 3107 là 310 báo. Rồi chúng ta tới mì tôm. Hôm nay tôi đi kẻ thể hiện cho mấy vị huynh đài xem cái trình. Đó thì huynh đài đi về ông nội, lên bắn đi, tôi đi về. Tự đang kiếm gấp hiểu không? Kiếm gấp hiểu không? Tới nhà luôn rồi. Chứ nãy giờ gặp em múa keo nó dầm tới nhà nó đó. Không lạnh rồi đó. Nè, thấy lục đạn không? Nè, ném nè. Chưa nè. Bóp là chịu quá. Chờ cam để chờ thầy coi nè. Mở mơ đừng nhập em, thầy mở mơ đừng nhập. Rồi, nghe tiếng mấy chân này nè, bật lỗ hết cuốn nè. Nè, thấy không, điều điện không? Ờ, đúng rồi đó, nhảy ra, tập nè. Nhảy ra này, à, xong mình ném lại ném à. Chạy đâu con sâu? Ủa dạ? Ai ơi! Một thằng. Bình thường thôi. Trời ơi, bộ cuối rồi bạn ơi. Anh rùa thôi. Bạn ơi. Đi rồi bạn ơi. Bình thường thôi. Tạch bạn ơi. Này bạn yêu ơi, chúng xin cảm ơn bạn. Thấy không, thấy không? Đã nói rào trình người ta càng càng đi lên này nè, cũng đỏ nè. Triple kill. Triple kill. Chào. Chào.
Bánh bò thù tới đây rồi. Bánh bò thù tới luôn rồi. Giờ tính được Khang đây. Được Khang thử coi. Được Khang xem tới báo nhiên. Anh em tin báo quá. Cái trình kỹ năng của em là nói rồi. Giờ tự chiến xếp hạng đã nói là không có thủ. May giờ quá. Thằng bé nó về được miếng tự chiến xếp hạng. Nhưng tôi tưởng có vấn đề gì cả. Nhưng mà bắn map lớn. Bắn 4 trận ngày hôm nay. Tạch 4 trận. Đã nắng cái xe ra thằng kia. Thằng kia. Em ơi đừng khóc bóng tớ của anh em biết em gì. Nghe sao là... nó bắn tới ngoài biển anh mắc à. Anh mắc trong đại loại rộng anh mắc các video anh mắc chửi cho nhà phát hành fit ok buông con nổi fit lỗi bay dù đúng không, đúng là người anh first blood trong đại loại rộng nờ khác càng ngày càng đi lên đúng không, đánh cắp đến từ cái của anh mắc. Cảm ơn em đã quảng cáo miễn phí, không có tiền đâu nha. Càng đi bình thường cho trời ơi đẩy lên đi không đẹp chứ ta. Sao cậu xuống đi giúp rồi cậu ơi? Chưa hai người nữa nè. Đu bạn ơi, tôi xin cảm ơn đấy. Đu Sớm rớt lại chứ. Đu Này ghê vậy, no scope ghê vậy. Ghê em. Mở nhập solo đúng không? Dữ dằn chứ khỏi ta solo đếp luôn. Dữ dằn. Đâu scope luôn. Mobile ghê hả? Ra dẻ và cái kết. Ra dẻ nè, chuẩn bị ra dẻ. Bạn à. Ô, lắm. Lắm. Đó, chúng ta đã đó, đúng rồi đó. Anh, đô. Dữ dằn chứ. Katana đi, Katana. Rồi, vô nó ra bò rồi. Ra bò, chơi nó, ra bò. Nó chạy rồi, chơi nó chạy rồi. Chạy, khảy. Anh mắc ngày mai đăng top, hai đăng Facebook thì nói là kiếm một đối thủ. Quá là ghê, kiếm đối thủ anh em ơi. Không đối thủ. Quá ghê quá. Good. The Yagami will live on. Ok, mì tôm. 1545, 1555. Nờ Khang 520, 525. Ok. Ơn em ơi. Ê, mỏm hả? Mỏm giờ này có chơi game không? Mà không chơi game à? Đà, tưởng không chơi game chứ. Mấy đẹp về à cháu? Đúng rồi chú ơi. Ngồi cho nghe giọng buồn vậy, chắc là điểm thấp nữa hả? Không chú, cháu 10 điểm. Mà sao chắc yêu đứa nào nó không chịu à? Tỏ tình à? Không chú, cháu tán gái có bây giờ là không đủ đâu. Sao nghe giọng buồn vậy, uống nước đi. Đặc cấp ạ. Cháu có bây giờ cháu biết buồn đâu. Thế bây giờ cân 4 hay là bánh 1 cân 4? Cân 4 cho nó đẳng cấp chưa? Kỹ năng cháu. Rồi Hòa với Lê Hải búp đồ cho mỏm cân 4 nha. Chứ mỏm bánh được đâu, bữa giờ chả thấy cái bánh cân 4 nào. Trời đúng bánh boss luôn. Đó là rùa không? Ok anh mắc boss mà. Boss này sẽ búp đồ cho boss rồi. Boss búp đồ cho tên bạn. Mỏm thấy Lê Hải nói chưa? Bánh như boss đòi cân 4. À, nếu mà anh mời mà bệnh á, không cần vốn được nha, có việc đừng có sợ gì hết. Nếu nào rảnh, nếu mà rảnh anh mời vô thì cứ vô, không thì không cần vốn được đâu, không sao đâu. Lê Hải ra ôm anh cái em, anh lạnh quá. Ok. Lùng bắn không được. Lạnh. À, mùa đông lấy về hả? À, lạnh á hả? Đúng rồi. Ủa, có bé heo kìa. Heo kìa, có ai cần kìa gì, có bói mấy mân kìa, có thu diễm kìa. Trời ơi, cua gái hụt, mỏm đi cua gái.
À, chú đi Việt Nam trong vì niềm niềm đam mê Free Fire nên là cháu đang phải mặc một cái áo cộc và trời thời tiết 13 độ ạ. Sao vậy? Tại sao? Mặc áo dài không bắn được chú. Cái gì vậy? Cái này khó hay à? Cái này cân bốn khó nha. Chơi PC mặc áo dài là nó cứ bị cục cụm cụm ở cái chỗ lót chuột nó kéo nó không có độ chuẩn xác ạ. OK, OK, đẳng cấp. Ở Đà Lạt thì nhìn bẩn áo dữ nặng. 13 độ em. Chỗ em nắng mà thấy đường. Yeah. Chết chọt. Chết chọt. Sau 2 ngày không xem. Trời ơi mắt tôi. Ui rồi. Ui trời ơi, cái gì vậy? Ui rồi. Ôi, không riêng gì thằng mì tôm, món mì chì luôn rồi. Ôi, đè giáp luôn, anh đù. Đè giáp cần 2 luôn. Mở rồi, bữa nay... Đây, đây, lấy lại sự tôn nghiêm này. Ăn rồi. Lấy lại sự tôn nghiêm rồi. Mới trận đầu, cứ bình tĩnh. Đúng. Mới trận đầu, cứ bình tĩnh, mới trận đầu, đầu ngày. Bây giờ mới được chơi game mà, sáng ngày. Ăn thôi. Giờ được chơi game hả? À? Đây, cân 4 đi, 25 cành cho mỏm nếu như cân được 4. Có gì không mỏm? Mua giáp mũ đi. Lê Hải mua keo cho thầy. Lê Hải mua keo nịt cho thầy đi. Keo. Rồi, không hết tiền rồi. Này, mỏm ơi. Keo nè. Nghe dòng thằng Hoài nó mắc cười. Nhường tí mà anh em thử lòng anh em tí xem anh em có chê không hả? Có nhờ chê nhiều kìa. Mì tôm với nờ khang xuống trình này giờ không biết mỏ làm sao chắc cũng 24 anh em ơi. Không làm được 24. Cống. Nè nè. Tạm nè ăn gùa đủ pha, ăn gùa đủ pha. Chà biết không, yếu không, yếu không. Cỏ cá quanh cỏ hổ. Đúng. Sao luôn kìa. Rồi. Gì? Diễn viên chuyên nghiệp. Huê tay bạn nhiêu tiền? Bên kia full huyền thoại đó nha. Cuối. Double kill. Chung. Dây. Chung. Dây ơi. Ôi giời. Gì vậy? Biết ai không nợ. Dây ơi. Hay quá anh em, 2 ngày nghỉ vô bây giờ mới tôi thấy mới được đồ cháy với niềm đam mê. Trời ơi, từ đầu live đến giờ tôi biết bây giờ bắt đầu live stream anh em, bây giờ bắt đầu live stream. Mới tôi mới gọi là bắt đầu được live stream nữa các bạn. Trời ơi, anh em đi đâu hết rồi, Trình đi đâu hết rồi. Trời ơi. Nãy à sọt không chip bắn hơi đều anh em. À anh em này full huyền thoại nhá. Full huyền thoại đấy. Full huyền thoại và mõm sẽ 1v4. Đâu full huyền thoại. Lại phải 4v4 mẹ. Tôi gạt anh đó. Nó không gạt anh luôn. Trời đất ơi là trời. Bốn gì mộng. Nó không gạt mình chứ này. Rồi sao mất hai like rồi? À, em quay lại rồi xong cái thời dưới này chứ. Ê. Quý không? Trời ơi, trời ơi, ai bò đây? Rồi ra bò đi, rồi bò đi, ra bò nhường đi. Trời ơi, hai like đẹp vậy, để anh cắt lại làm bêu để. Bắn full đỏ không anh má? Toàn ra đại. Buồn ghê á, để lắm một thằng lấy gỗ cò cái em á. Nhưng mà đầu gói. Tủ nữa hả? Bắn luôn cũng được. Cắt luôn cũng được. Cho nhiều mày ạ.
Trời ơi, mất cái được 2 round anh em, thế lấy 2 round nữa là được cái intro đấy. Bây giờ không có. Đi chú xem mà cháu bắn full đầu không ạ? Ờ bữa giờ chưa có intro. Mắt nhỏ. Trời ơi, tiếc vậy, sao tiếc vậy? Trời ơi, sao tiếc vậy? Ôi, hoa mua mũ ra đi, hãy mua kem. Tiếc quá anh em. Thôi kệ không sao đâu các bạn, trình kỹ năng mà. Thôi đố mà làm đời được chứ cái đó. Thực ra cái đó là anh rùa anh em. Anh hên đó. Bắn bot mạnh mà. Bắn bot đó, bây giờ làm được lần nữa mà sau khi anh gặp mắt đai mới đẳng cấp. Bắn trước không tin. Đơn giản này vô. Chờ mang hơn Dương Quang bot. Nói mõm được rồi. Lôi cả tên ta ra ông nội. Rồi, vô, tới công chuyện, rồi. Ủa? Ông chùm áo vàng. Ném lũ. Ê, nó kìa. Đè. Chơi game mà đè, one shot đi. Mày đi one shot đi. One shot cho mày xem luôn á. One shot. Cho 400 củ. One shot là 3,000 nha. Ok, em đơn giản. Yêu hết rồi. Có 4,000, 400 củ luôn. Một viên màu ăn đi. Nói làm đi. Xong nó có súng rồi, Quý rồi. Ừ, em nó có súng, dạ đúng. Có rồi, ôi có súng rồi. Trời ơi, không sao. Tao này nháp. Khó lắm. Tới rồi, có sao rồi. Thanks. Rồi, một thằng mũ giáp, một thằng keo đi. Keo nè. Như cũ đi. Keo nè. Resources here, thanks. Cố lên, cố lên mắm ơi! Bắn bom mắm ơi! Đùa thôi mắm ơi! Mắm! Một fan nữa. Cho chị... ấy lộn. Em biết đánh bọn này boss không mà anh em? À đủ, nó bắn được phát ở đâu á? Anh mơ! Rồi, tới công chuyện. Yo. What's up? Áp lực rồi. Khó rồi, căng rồi. Quýu à? Ủa, khó, mất cái nào kìa. Trời ơi. Rồi, vỗ tay kìa. Trời, vỗ tay nữa. Là giờ sao mắt? Giờ mỏ bánh tiếp đi, mỏ bánh tạch anh em lao lên. À thôi để mỏ bánh luôn đi, cho anh. Thôi anh em mỏ bánh luôn đi. Anh tin là mỏ làm được đó. Đúng rồi, anh tin đấy. Anh tin vào niềm tin đấy. Ai không biết, ai không biết rồi, làm lại đâu được lần. Niềm tin của chú không đặt sai đó. Niềm tin của vào kim quy rùa sẽ nhập vô mỏ và hóa thành màu vàng. Chúng ta có mì tôm trần vàng. Trời ơi. Ôi ôi mất. Rồi, đất ơi, hơi điên. Chúng ta sẽ cho không cho mỏm 50 sao. 3345 3355. Em muốn làm nữa không? Yo. Tiếp không? Đúng không anh rùa đúng không? Không phụt. Tép, sẵn sàng tép. Ok đấy. À nãy em nói cái kỹ thuật rồi nè. Yo. Tép. Cứ thắng là được 25 cành nha anh em. Cứ win 4 là được 25 cành.
xem làm được không. Đấy cho nó nhanh gọn lẹ, vừa tìm đối thủ khó mà vừa phải tư duy. Rùa rồi hả? Đúng rồi anh em, bắn hai đao nó rùa chưa thấy cháy đúng không? Giờ này anh em nhìn trận đầu anh em nhé. Thôi à, tinh anh em xem like biết cậu nhát trận đầu luôn luôn là nhát. À, quên bé heo nói gì em nãy chưa chuyển lời. Bé heo nói là bé mõm cần chị ra ôm cho ấm không. Đâu. Quên trên like á, trên like. Đó, thế mõm trước khi vô trận đấu có gửi lời gì tới không cần đâu chắc là giòn đây, chúng ta răng gì đây, trời ơi răng sắt cũng được không sao, cũng được, one shot đẹp là được, không sao. Răng này chưa chắc nó đã ăn được 4 đâu. Chưa chắc đã giòn đâu. Đó mà chê. Chưa chắc đâu. One shot đặc cấp. Không làm được khó em nghĩ đi. Nói về bạn áp lực. Bên kia có kỹ năng đấy. Đừng có giỡn. Rồi lên mỏm ơi. Bốn thằng lợi hại đó. Kỹ năng bút đồ cho mỏm. Anh Mark ơi. Từ đây em đừng nói. Đang tập trung. Xin lỗi anh Mark nha. Vô đây em. Đủ solo one shot với tôi kìa anh em. Lên giữa bản đồ anh chó. Ê, đu hai. Vậy hai đội vậy. Nào. Vậy. Coi ơi. Cái này chùm ăn hơn luôn hả? Triple kill. Ok, trời. Trời ơi. Má hết lại. Bắt cái thằng cuối đi. Trời. Nó sợ quá kìa bọn. Tất cả mọi thứ cuối cùng là đều để trình diễn, và muốn trình diễn thì phải hay nhất. Anh Hen ơi. Cái nào mà đạt đi hãy cho tao một keo này. Đây anh có chim có đầu lấy không? Cần gì không? Không chú không. Cho cháu cây short. Ok. Buồn ghê anh em ạ, bắn không có máu vàng. Buồn ghê ạ. Nãy bắn mở 500 bị ai đó chê mù mắt nên là tôi đã phải bật 1000% công lực lên bắn và cách kết. Tính nó né mắt luôn mà. Rồi. Tính nó gặp anh nó né luôn. Rồi mở quốc. Gì sọt 6 viên mà đòi quá sọt. Gì vậy? Trời. 1 2. Ăn hơn mãi ăn hơn. 2 này diễn viên chuyên nghiệp lắm nào. Cái bo nữa hả? Cái bo nữa hả? Mắt áp cam á không? Trời ơi. Thôi win luôn đi. Anh em mà lên win đi. Làm trận mới. Buồn. Lại phải làm trận mới nữa. Cái gì nó phải hay nhất cho anh em xem. Đi cứ áp ca. Mõm ra bắn này kia trước xong rồi quay lại bắn mấy bọn này sau. Không, lặp lại đi em. 2 round vậy nó không đẳng cấp. Ngay mắt. Đẳng cấp của Vương có mõm bắn là nó phải 4 thằng lên mà không có máu vàng như đau đầu vậy. Ăn hơn mãi ăn hơn. 2 ngày rồi anh chưa chơi game á các bạn. Mà hình như anh chưa chơi game 2 năm rồi. Quá. Có chơi đâu anh nhìn không à. Không chơi, em không có chơi. Thiệt luôn hả? Cũng làm gì luôn hả? Trời, mấy đứa nhỏ không làm gì hết mà. Em có ngày Judith với nhỏ. Trời. Hồi sáng có một cái like. Hồi sáng có một bạn hỏi là hai đứa này nó yêu nhau hả? Anh có nên dành câu hỏi này dành cho Mõm và Lê Hải không? Anh quá. Không, mà Lê Hải vui tính. Lê Hải, mì tôm, nè Khang. Mấy thằng bé nó vui tính thiệt. Anh em chơi đừng chị thề nữa nha các bạn. Trời ơi, tôi nói quên nói với anh em. Các bạn đừng chị thề, chơi chung game đừng chị thề luôn. Chơi chung với nhau cũng đừng chị thề. Chúng ta không nên chị thề. Ủa anh nói Lê Hải sao mà Lê Hải với Mõm im lặng người ta. Hay nghi có vấn đề ta. Im lặng là đồng ý đó nha. Bé heo ơi, chuẩn bị ghen thôi.
First blood. À, wow. Triple kill. Vừa đá lan luôn à? Ờ, chào bé Mon, chào bé heo đâu có buồn đâu hả? Rồi, vô. Hay phải tải FIFA lại hả ta? Tải FIFA lại đá nó lại được mõm đâu. Mõm đá. Rồi làm lại đây. Làm lại lấy 1.4 cháy cho các bạn thấy. Những video 1.4 của mõm cháy, video rất là cao anh em. View rất là cao đấy. Hình như là top của view đấy. Sẵn sàng anh em. Hòa ơi, sẵn sàng em ơi. Ôi chưa. Mõm ơi, có lạnh không? Có cần ai ôm không? Có cần Lê Hải ôm không? Có chứ chú. Giờ mà có người ôm mà sướng luôn ạ. Công Lê Hải á. 10.000%. Lê Hải. Đuôi. Lê Hải sao? Tên Lê Hải được không? Lê Hải lót đẹp được không? Gì? Về trận sau nha, ok. Đã chơi trận sau à? Ờ, trận sau nhá. Có ai đăng ký bắn 1.4 ấy? Cuối like thì cho bắn 1.4 các bạn. Chúng ta không bắn tìm bắn 1.4. Ai đăng ký chơi thì 120 phút nhận thẻ vô cực. Đù, hay giờ này dạo rồi. Giờ mới biết mấy ngày không chơi game, tối cũ quá. Anh em nào bắn 1.4 thì cuối like chúng ta đăng ký bắn. Anh trẻ mắc tắt mic rồi. Đấy, cho các bạn bắn. Đang em 1.4 Diễm Vi yêu mỏm. Trời ơi, canh này ăn hộ luôn. Đằng này ăn hộ luôn, đúng rồi. Đằng này ăn hộ luôn, ăn hộ luôn. Đằng này là thử thách tối thượng các bạn. Vô đi. Cái ta có bom. Bom đúng không? Need equipment. 300 dạo đâu. Đậu rồi xong. Sao làm được? Mở ơi, giờ không ấy Gabo hạ chung cho vui luôn. Khó lắm. Rồi, vô. Căng đi, căng hộ luôn. Khó lắm. 1, 2. Đúng trời ơi, ôi, nó khó. Trời ơi, trải nghiệm cái đằng 2BC, 2BC thì sẽ ghép được như vậy. Trời ơi, tụi mình một luôn. Sao làm được, ODL. Đồ ODL. Need equipment, thanks. Đâu rồi. Kéo á. Thằng mua dép như cũ. Mua lộn bạn không? Ờ, thiệt, mắc kéo. Hoa, mua dép. Đây, mong ơi. Tuổi 11 và 2 thằng 300 sao, ắt đủ, bắn cái gì. Có lắm. Này team mì tôm mà gặp thì đúng địch luôn này. Team thần đồng lên quốc. Team mì tôm gặp được này vui. Là bé Du. Có hàng 101 kìa. Double kill. Oh, hay. Hai anh em ơi, và đây là rank 300 sao nha. Full 4 thằng 300 sao, 3 thằng nữa. Trời ơi, nó ghi tâm 2 thằng. Ôi này, quá. Bắt đầu mua súng bắn này. Chú cho cháu cái súng chú. Đây đây Hải, mua tao đe đây Hải. Hòa mũ táp hòa. Chào bé Du. Chào Việt. Rồi có rồi. Rồi, có rồi. Là muốn gì muốn hàng. Mũ giáp đâu? Mũ giáp. Trời ơi, mua đe rồi. Nè, mũ giáp nè. Mũ giáp nè. Sao tao mua kịp à? Trời ơi. Trời ơi, hai bên hai mũ giáp luôn. Không làm được đâu, khó lắm. Này là trải nghiệm. Ừ, này trải nghiệm thôi. Lần sau lật ba thử ba thằng không sao. Lật trải nghiệm thôi đi. 327 sao. Ừ, trải nghiệm thôi. Ăn được 4, 1 round nó khó rồi.
bên kia là bốn, bên kia là bốn thằng 300 sao anh em nhé, còn hai thằng tư duy nha, tư duy nha, còn hai thằng nè. Hey, súng sạc, chùm súng sạc. Và đây là kèo kênh 4 tách đấu 300 sao. Đủ 300 sao. Đủ. Ủa, hai thằng nữa. Úi giời, cứu rồi, nó cứu rồi. Double kill. Đó. Đó. Nó vẫn là cái gì đó nó quá khó mà. Quá là hay nhưng mà khá là khó. Solo squad như thế này khó lắm anh Mắc ơi. Này mới đủ đô cho mỏm em. Lặn tiếp em. Lặn tiếp không? Lặn không hay mỏm muốn tiếp? Lặn đi các bạn, bạn đi. Gì lại yêu cầu lắm vậy em? Lặn đi, lặn. Lặn đi, lặn đi anh em, đi đâu vậy? Lễ Hải đi đâu dễ thương mặc cái quần cọc vậy Lễ Hải. Rồi, khó. Hôm nay vẫn chưa có video. First blood. Rồi chúng ta tới. Kỹ năng là phải được trình diễn. Cố lên. Kỹ năng là phải cho nhiều người biết tới. Cố lên. Trời ơi, hai thằng. Bóp. Quá trời đông. Trong trong cho lũ vô mà. Đủ. Con mở, con mở. Đủ. Double kill. Qua, qua, qua đi rồi. Hay chưa? Ui, đây là một pha xử lý cực chạy. Một bên này. Amazing, tuyệt vời. Bên kia 300 sao anh em. Bên kia đó anh em thấy em chuỗi 11 và 4 thằng 300 sao. Là chờ xem mỏm xử lý như thế nào đây. Ui. Ui, cố lên, cố lên. Bom mình, bom mình. Sạc đấu với shotgun, bên kia là súng sạc. Đúng rồi. Bên kia là súng sạc. Nhưng mà họ đã xử lý rất là ok để có thể win được round này. Đủ. Xin mò anh bảy. Ngoài xin ốp à. Đừng đừng nuôi em á. Ngoài xin ốp à. Thôi Hòa ơi, lại em Hòa ơi. Các bạn cứ lên câu kéo đi nha. Các bạn lên câu kéo, mỏm sẽ là đam chính. Các bạn cố gắng câu kéo sống dài nhất có thể. Thank you Lê Hải, đẹp trai. Câu kéo nha, câu kéo. Rùa ta. Súng mà không cho đạn trời. Ủa không, không đạn. Không mà. Cho đâu. First blood. Nhiên mới cho bên kia bình máu. Bên này thấy luôn mà. Bên má nữa. À, nghe nghe hùng gỗ con. Trên trên động. Ở lên trên chân gạo. Ăn độ khó cho team bạn. Dưới này hai thằng. Không lên hết gần nè. Bum bum bum. Xuống rồi, xuống rồi. Ôi. Ba hẳn dồn. Hay. Hay mỏm. Chơi đầu mỏm, chơi đầu còn. Hay. Hai thằng hay.
Hey. Còn một, còn một. Đúng. Hay. Đúng vậy. Lật kèo thôi anh em, lật kèo bởi siêu nhân siêu kỹ năng vương quang mỏ. Các bạn cứ câu kéo tiếp nhá. Bắn được thì bắn, cứ câu kéo. Câu kéo về bò cuối á, câu kéo về bò cuối. Không có đạn, không có đạn. Máu. Đây máu đây. Chúng mày đừng để chết, đừng để đi sớm đâu bắn không được đâu. Kéo đi, đã bắn hết rồi. Chùm tư duy à. Cảm ơn Văn Đạo. Anh không nhận, anh không nhận donate để lên lên live. Anh cảm ơn em nhiều, cảm ơn các bạn. Các bạn cho sao thì anh lấy, cảm ơn em, nhưng mà anh không nhận donate nhé, không nhận donate để lên nhé. Một, hai. Chi 300 sao. 2 1 1 1. Nhỏ gái trên yếu à. Luôn. Hai thằng. Trên nhà trường. Lên luôn mà. Hai thằng cuối. Và thế là ba đều cho pha lật kèo đẳng sư cấp. Bên kia full bo 300 sao. Tôi nhắc lại anh em rồi. 300 sao. 300 sao. Được. Và tỷ số là ba đều. Chúng ta có một trận đấu 300 sao. Vâng, đó là 300 sao. Các bạn nhìn chuỗi 11 và 300 sao. Chúc cho mọm sẽ win trận đấu này anh em ơi. Cố lên. Đâu. Chúc cho mọm sẽ win. Chạy. Lâu được trận đấu chai hạt. Mọm giờ nó thích chai hạt là nó không thích hài đâu. Ấy ai ôm mọm là được. Mọm thích được ôm thì được ôm chơi mùa đông giá rét với 13 độ. Đói anh em. Đừng tách nhau ra. Cáp còn đi hết đây. Đói. Còn 3 à? Còn 3 à? Liệu rằng chúng ta có thể lật kèo được một trận đấu chuỗi 11. Và 300 sao. Hai thằng rồi. Đừng lấy kéo đi. Trời ơi, hòa đi rồi. Rồi nha. Ở trên gỗ một à, trên thùng gỗ một thằng á. Chúng ta có thể win được trận đấu đó, nó này không? Bố. Hai thằng nữa. Hey. Thằng cuối win. Khá là chật vật cho màn lật kèo, tuy nhiên cũng rất là chạy. Quá wow, ok đây, ok. Nếu mà chỗ sao có 75 sao miễn phí gửi cho mình với, cảm ơn các bạn. Ok, 25 nhanh cho móm. Và lật kèo khá là đẳng cấp. 25, 33, 55, 33, 80. Giờ chỉ có cách là kiếm tiền nhiều hơn cho các bạn thôi. Cố lên. Chứ dài gì vậy? Mà bắn ghê. Bấm được khen ghê. Ta đã có một trận đấu khá là trái hay. Cảm ơn Móm nha. Cảm ơn Hòa và Lê Hải. Bye bye anh em. Tiếp. Nữa hả? Hai báo này vô nữa hả? Nữa hả? Vô báo nữa hả? Thấy kỹ năng mỏ làm sao? Có ngang tầm gần mắt không? À, mỏ cuối cùng thì cũng đạt được cái trình độ thượng thừa báo như gần mắt. HQ em á, HQ thì kệ HQ, win được, HQ được. Mỏ, mỏ,
Cho kêu anh em, cho kêu anh em. Kìa kìa kìa, quán anh em hỗ trợ gì các bạn? Cho kêu anh em. Rồi vô, bây giờ anh em đặt HQ, tôi đặt HQ cũng được, thiếu gì tôi thích đặt HQ, tôi đặt, các bạn thích đặt gì đặt. Vô. Có hẹn một cực mùa 1 kìa. Mày mới tậu được áo với anh em, trời áo hơi đẹp á. Có. Ê. Gì em rồi. Lê Hạ. Ê, bán với em rồi. Bán 2 viên đi luôn nè. Dạ. Mà kỹ năng thường thường bán 2 viên đi ông nội, giỏi quá ta ông nội. Bán vừa 2 ông nè, mau bán cô bé hát cà phê rồi. Bằng cách giữa tiền thủ chiến nghiệp và thế giới. 1 viên, 2 viên. Hai. 2 hàng nữa. Ghê cái hồn vậy? Mới tạo được cái áo hơi chất á. Ê, thằng này. Ê, không sợ lắm, sợ mấy thằng chiếm lắm. Từ nào giống xe vậy? Tấm xe đây vậy. Trời ơi, em sợ lắm. Ôi, em sợ lắm. 3-1-7 đó, 3-1-7 đó. Em sợ mấy này lắm á. Ờ, thằng nữa, ơi, thằng kia đi rồi. Ủa? Thằng đi ra FK rồi. Tin xem like rồi. Mày trời. Trời ơi. Cái cây này em bực phải. Cái này nó còn ghê hơn nữa. Gì đó, Việt ơi, người ta nói là khoảng cách giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và tuyển thủ thế giới. Đấy, không, em phải nói là khoảng cách giữa một siêu sao và một tuyển thủ ao làng. Mua gì không Việt? Có, đi đánh mũi. Việt ơi, bắn sao đừng để người ta, mình gọi mình bắn ao làng đạt đẳng cấp thế giới đi nào. Coi mà hỏi nha. Coi mà. Có cần mua bao? Không, bắn mấy boss mũ ba chi em. Đù ghê vậy. Mấy boss này chơi cầm dao không thích rồi đó. Cái cây đó chiếm em bắn không dính luôn à. Khó chịu đó. Một viên màu hàng đây, một viên hàng kẹt kẹt đi. Ê, dạy. Bốn hàng. Trời, trời ơi. Mày bắn gì vậy? Nó đẩy gần quá. Đã like kìa, thầy mô cực mùa 1 ngồi xuống kìa. Anh em CC kìa, anh em cụ cãi. Đấy. Rồi Việt yêu cầu này, được xì bát rồi, Việt mà làm được xì bát cái này cũng khu. Tố mà làm cần gì không? Mũ các thứ không? Mũ keo không? Đó anh yêu cầu đó. Nào sau lần anh em ơi, nào sau lần em ơi. Lẹ ta. Coi chừng liền đi hôn cà phê nhơ quá. Về vậy đó. Chắc vậy rồi. Say nắng rồi. Đúng rồi. Trời, cái thằng này đẩy đúng nhanh luôn rồi. Rồi chúng ta tới Việt. Bát hả? Gì em, bộ đồ này, bộ đồ gì đi vậy? Bộ đồ nhìn hài ghê. Mới tạo anh á. Tạo cái này chóng mặt sao mà bắn. Nó cứ quay à. Không bắn được. Quay này bắn được. Quay sao bắn được. Kim Long. Cái giống nó cứ quay tư tâm nó ghi mà đâu. Bán này là đại anh mà. Là đi. Không dính luôn. Anh Mắc ơi, em một cân 4, anh Mắc ơi, không 4 rồi. Anh Mắc ơi, không biết gì đâu. Anh Mắc ơi, không 4 rồi. Rồi, nói chung đám là đi này. Lâu lâu thua trận không sao đâu nè. Không sao, không có gì đâu, anh chọc tí mà. Các bạn thua mấy trăm lần. Nghe mắc, gì lần tới mấy trăm lần mắc ơi. Các bạn thua mấy trăm lần anh cũng có nói gì đâu. Ôi trời bom. Tới ra bom kì vậy. Tiểu Hoàng héo phần 1. Trời ơi, mấy này bắn xe là 7, mùa phỉ thường lum thường vang. First blood. Là theo kéo trên lưng đầu nữa. Yếu một. Món làm gì có kỹ năng như vậy? Món làm gì có kỹ năng như vậy? Món làm gì có kỹ năng như vậy? Đâu. Này, trời ơi. Trời ơi, kỹ năng chưa? Em đi cháy với Free Fire đây. Thôi không sao nè, thua thì đi hái về hái cà phê với Thu Diễm. Á đù. Thôi. Hai mình đi rồi. Hết giờ nghe gì chưa?
Hai mình được rồi. Trời ơi, Việt nghe xong Việt cháy luôn. Việt nói vậy muốn bỏ Free Fire luôn, đi đi theo cô bé hát cà phê luôn. Úi trời ơi. Sắp rồi má ơi, sao bỏ rồi. First blood. Ra game này nếu mà để bắn bốn bốn thì nó quá dễ với mình rồi. Thật sự là nó hơi dễ với mình rồi. Dễ quá anh em ạ. Ủa không không ai được năm à? Ủa không ai được năm cái keo nữa không? Em rồi à, hát hát quá là ghê. Rồi vô vô lại về team full đốt mà trời. Lên đây em cân 4 sau em lên cuối nha. Ừ đâu sau đó đâu sau ba đều cân đó. Ai lên á không bắn đi lên, lên, lên. Chị sợ tên mày nó tăng bo một bé là thua luôn. Rén liền, thấy cả mắt bánh này rén liền. Quê đông đi. Cái gì? Hồi luôn, 4 thằng bên này luôn. Ê, 3 à? À, 3 à, 3 thằng. Có hàng quanh không? Này, con có đi. Chứ tôi có thường ở đây mà lo gì trời. Lo ghẻ lên chứ lo cho ăn kìa. Chết nở. Lật keo. Đéo có tiếng minh rồi. Mày đợi ra đây. Kéo luôn rồi. Tiếng minh rồi mày chết rồi. Ê, ở đâu kìa. Ủa anh gì? Gì lớp 6 luôn kìa. Ê, bên thua, bên thua. Ê, cái bộ 8 2B nó chậm gì đâu mà nó chậm. Bắn đi, bắn đi. Hòa cân bốm luôn đâu. Đau mắt anh em, đâu. Đừng nào bị được gánh. Đẳng cấp chưa? Anh em nói gì đây? Kỹ năng của Gamax anh em nói gì đây? Bỏ 0182B ra là lại 0182B luôn. Mà 82B giống như bị lật à. Nó bánh chậm dữ. Nó chết xong rồi á. Ghê vậy. Chuyện nào mới nói khen Gamax có kỹ năng đẳng cấp số 1 thế giới vậy. Ai bắn anh? Bắn đi. Thôi để bắn cũng được, để lên câu kéo cho. À, mắc lên cân 4 nữa. Chưa có mày. Em chơi thật mà. Ủa anh mắc mồi rồi. Gớm vậy. Để mắc cơm 4 nha anh em. Anh mắc chùm cơm 4 mà. Rồi vừa khen mắc nổi mũi anh mắc thật. Bữa máu anh mắc ơi. Rùa bảo rùa chịu. Kỹ năng hơn mõm nhiều. Rồi, đến tôi nha anh em. Lên đi, kẹt kẹt đi. Rồi, đối diện làm được, đối diện làm được. Nhẹ cho mẹ. Đồ múa kinh vậy. Múa như cái trong trống quay như cái bộ đồ vậy. Y xì luôn. Mũi đâu mà em đứng im bắn. Ôi quên 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 quên. Trời ơi bác khỉ bắn không dính nữa. Trời ơi. Đâu hòa, hòa đâu hòa kênh hai coi kỹ năng ốp coi. Đâu thời tới khoảng khắc giữa một tuyển thủ thế giới và siêu sao coi. Đời khoảng khắc giữa một siêu sao và tuyển thủ nổi tiếng coi. Nổi tiếng cái gì? Đúng là nổi tiếng đây. Nổi tiếng đâu nổi tiếng.
rồi, được rồi. Dữ dằn. Anh em mình sẽ gặp nhau vào sáng mai 10:50. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một đêm thật là dễ thương. Bye bye Hòa và Lê Hải. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhật BC có like không? Nhật BC giờ không like rồi. Nhật BC đang tìm người ôm rồi. Bye bye anh em.